7 hành động dành cho bố mẹ muốn con không nghiện game. Cái hành động đầu tiên đấy chính là cùng con khám phá cái thế giới điện thoại, cái thế giới máy tính. Bản thân mỗi đứa trẻ đều vô cùng tò mò và thích khám phá. Chính vì thế, nếu như bố mẹ không hỗ trợ con thì con cũng tự khám phá và có thể đúng đường hoặc là sai đường. Nên bố mẹ cũng hãy tỏ ra là rất là chú trọng đến cái việc là cùng con khám phá xem cái điện thoại này có cái điều gì ở đây tuyệt vời, có chương trình gì con học được ở đây, con xem được ở đây, con thấy thú vị điều gì. Và chính vì cái hành động này của bố và của mẹ thì làm cho cái đứa trẻ cảm thấy không quá thèm khát cái điện thoại, không quá lúc nào cũng ham muốn quá cái điện thoại, bởi vì bố và mẹ đã cùng mình khám phá cái điện thoại ở một thời điểm rồi. Cái hành động thứ hai bố mẹ cần làm đấy chính là kiểm soát nội dung cũng như là thời gian sử dụng máy tính của con. Thông thường các bố mẹ khi mà quá bận bịu thì thường quẳng cho con cái máy tính, quẳng cho con cái điện thoại, quẳng cho con cái iPad, quẳng cho con cái TV và con thỏa sức xem, thỏa sức tìm hiểu và bố mẹ làm việc của bố mẹ để con không quấy nhiễu làm ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ. Và chính vì cái điều đấy thì dẫn đến cái việc là con xem triền miên, con lúc nào cũng cắm đầu vào cái điện thoại, cắm đầu vào cái máy tính để xem. Và rồi cái não bộ của mình nó hình thành cái lối mòn, những cái mô thức mà lúc nào cũng khát khao xem cái chương trình đấy, lúc nào cũng muốn xem, lúc nào cũng thích xem cái đó. Và không kiểm soát được cái nội dung xem cũng như là cái thời lượng con xem máy tính, xem điện thoại. Cái hành động thứ ba đấy là cùng con lên cái mục tiêu, cái ước mơ dài hạn cho cái cuộc đời của con. Và thường xuyên update cái mục tiêu, cái ước mơ đấy và thường xuyên nhắc nhớ con về cái mục tiêu, cái ước mơ đấy. Và mỗi khi mà con mong muốn sử dụng cái điện thoại, cái máy tính thì mình sẽ nói là cái điện thoại này, cái máy tính này giúp ích gì cho con đạt được cái mục tiêu của con, giúp ích gì cho con đạt được cái ước mơ của con, và xây dựng cho con một cái hành động cụ thể để đạt được mục tiêu, đạt được ước mơ. Không, sẽ có rất nhiều những bạn lấy lý do là con phải học Zoom, con phải tra từ mới, con phải cô giáo con bảo phải có điện thoại để lấy lý do để dùng điện thoại. Thậm chí não của các bạn còn thông minh đến cấp độ như này nhé, các bố mẹ nhé. Có một bạn khoảng 3 tuổi, chưa đến 3 tuổi luôn, người bố cứ đi làm và bạn ấy lúc nào cũng thích gọi điện cho bố. Và bố thì nói là ui cậu này đáng yêu vô cùng luôn, lúc nào cũng thích gọi điện cho bố. Nhưng mà mẹ thì bắt thóp được cái hành vi của bạn ấy là gì? Giả vờ gọi điện cho bố: mẹ ơi con mượn điện thoại để gọi điện cho bố. Nhưng chỉ cần bấm gọi cho bố thôi, bố ơi, tắt phục luôn và chơi điện thoại. Vậy nghĩa là gì ạ? Bạn ấy biết rằng là khi mà mình mượn điện thoại để gọi điện cho bố thì mẹ sẽ cho mượn và mình sẽ có thời gian để chơi cái điện thoại đấy. Đấy là một trong những cái sự thông minh của trẻ con đấy, là tìm mọi cách để đạt được cái mục tiêu của mình. Và chính vì thế mà chúng ta phải xây dựng cái mục tiêu, xây dựng cái ước mơ dài hạn cho con, và cái điện thoại, cái máy tính phục vụ điều gì cho cái mục tiêu, cái ước mơ của con. Cái hành động số 4 đấy là bố mẹ cần chơi với con, trải nghiệm cùng con. Đây là một trong những cái khoảng thời gian rất hiếm hoi với con của mình trong cái thời đại 4.0 này, thời đại công nghệ này. Bởi vì bố cũng say mê công việc của bố, mẹ cũng say mê công việc của mẹ. Ngoài thời gian đó thì bố mẹ cũng say mê chiếc điện thoại hay chiếc máy tính nữa. Nên là cái thời gian mà bố lăn lê bò tỏi với con, bố trải nghiệm cùng với con những cái hoạt động như là leo núi này, hay là những cái hoạt động picnic này, hay những cái hoạt động đến thăm nhà cô dì chú bác, hay là nhà bạn bè của bố, hay thậm chí là đến nhà bạn bè của con cũng vô cùng hiếm hoi. Nên là chúng ta cứ tranh thủ những cái thời gian chúng ta ngồi với cái điện thoại, ngồi với máy tính. Thay vì như vậy, hãy tham gia trải nghiệm cùng với con, hãy chơi cùng với con. Thay thế cái thói quen này bằng cái thói quen chơi điện thoại của con thì con bạn cũng không còn thiết tha để mà nghiện game nữa. Và cái hành động số 5 các bố mẹ có thể làm đấy chính là tạo ra cái sự kết nối vui vẻ giữa con và những cái đám bạn của con.
đây là một trong những cái hoạt động mà rất ít bố mẹ để ý. Và bản thân cô Lanh là người mà thường xuyên làm cái điều đấy với con của cô Lanh và với những người bạn của con. Và thấy rằng khi mà các bạn ý ngồi với nhau, nếu như mà không có người định hướng thì các bạn ý cũng sẽ mỗi bạn một xó cầm cái điện thoại. Nhưng nếu như có người quản trò, có người định hướng thì các bạn cũng rất là sáng tạo, cũng rất là vui vẻ cùng với nhau. Vì thế mà bố mẹ cần tạo ra những hoạt động giao lưu thú vị, bổ ích, những cái trải nghiệm cộng đồng để con mình được tham gia. Hành động số 6 là hướng trẻ đến với cái thế giới thực. Đôi khi suốt ngày nó ở trên cái chiếc điện thoại, nó cũng không cảm thấy cô đơn, bởi vì có quá nhiều thứ ở trên đấy. Và có những bạn cũng có cái tư duy lối sống nó bị ảo diệu, nên là chúng ta cần hướng trẻ đến những cái thế giới thực. Ví dụ một số những hoạt động của mẹ có thể cho con đi cùng, chẳng hạn như là đi shopping, đi chợ, hay là đi làm, mà có thể cho con tham gia một số các hoạt động thì mình cũng cho con tham gia. Hoặc là cho con nhìn thấy những cái tấm gương ngoài đời thực, quan sát đời thực nhiều hơn. Bây giờ trẻ vô cùng là ít quan sát đời thực. Phần lớn là trẻ học cái điều gì đấy là thông qua mạng xã hội nhiều. Còn thậm chí là hàng xóm có khi còn không biết. Cô dì, chú bác, họ hàng có khi là cũng không có biết hết được, không có nhớ mặt, không có nhớ tên. Bởi vì đến ăn cỗ hay là đến giao lưu thì cũng chỉ cắm đầu vào cái điện thoại thôi. Nên là chúng ta cần đưa con trở về với thế giới thực của chúng ta, những con người thực, những cảnh thực, những hành động thực, những sự việc thực. Đấy là một cái mà cha mẹ cần đầu tư thời gian để đồng hành cùng với con. Và cái hành động số 7 cha mẹ cần làm với con, đấy chính là thiết lập chế độ kỷ luật, thỏa thuận, hay mình gọi là quản thúc cho điện thoại hay là máy tính. Bởi vì nếu như mà không có kỷ luật thì các anh chị tưởng tượng, nếu như không có kỷ luật thì cái đứa trẻ nó sẽ làm theo cái bản năng của con người. Mà bản năng của con người là gì? Thích những cái gì dễ dàng, lười nhác, thích những cái gì nó đơn giản thôi. Đấy là bản năng của chúng ta. Chính vì thế mà nếu không có cái sự kỷ luật thì chúng ta không bao đạt được cái điều gì cả. Nên bản thân mình cũng là phải làm một cái sự thỏa thuận, một cái kỷ luật với thời gian con sử dụng điện thoại. Và cô Lanh tin chắc rằng với 7 cái hành động này thì bố mẹ sẽ giúp con của mình không bị nghiện điện thoại, và con của mình được tự do với cái chiếc điện thoại và sống ở thế giới thực hiện hữu cùng với cả gia đình. Yes.